Mới đây tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Chế tạo Máy Nông nghiệp Bộ Công Thương đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 45 năm ngày thành lập 1970-2015. Phát biểu tại buổi lễ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Thiết kế Chế tạo Máy Nông nghiệp Tiến sĩ Nguyễn Đình Tùng đã nêu bật quá trình 45 năm xây dựng và phát triển của Viện. Các đề tài của Viện có tính ứng dụng đi sâu vào nghiên cứu, điều tra, phân tích thị trường, nắm bắt các yêu cầu của nông dân, doanh nghiệp chế biến để từ đó hình thành các ý tưởng nghiên cứu phục vụ cho công tác chế biến bảo quản sau thu hoạch nhằm gia tăng giá trị cho sản phẩm nông lâm hải sản, mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần thiết thực vào công cuộc cơ giới hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn. Cũng tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Cao Quốc Hưng đã biểu dương đánh giá cao những thành tích đóng góp xuất sắc của các thế hệ cán bộ chuyên môn, chuyên gia, công nhân viên của RAM trong 40 năm qua. Thứ trưởng yêu cầu RAM cần nỗ lực xây dựng chiến lược phát triển, tăng cường liên kết, hợp tác đầu tư, đảm bảo tổng thầu các dự án để có chỗ đứng vững chắc trên thị trường.